xin chào tất cả mọi người đến kênh Seven Vlog nha mọi người. Anh em mình nói xài nha đi. Boy Vlog nha mọi người. Seven Vlog. Không rồi. Seven. Rồi. Cái gì nghĩ chào mọi người, mình là thành viên gần cũng mới. Ở video cắm trại đấu giá lần trước. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip đó chính là đi bơi, đi tắm hồ bơi. Đây là hồ bơi Ti Amo. Hai anh này này là bơi nha, còn mình đi học. À, voi là học. Đi học bơi. Voi là đi học bơi, còn hai anh là đi bơi rồi. Đi vào hoa. Dạ. Đi vào hoa mọi người. Seven ơi, lấy cái bịch bánh rồi cầm heo luôn giùm mẹ. Đây đây mẹ xách cho. Đây mẹ xách cho. Đi bơi đi hết đồ ăn cho chị thầy vô. Anh nhớ là dầu này trở lên, từ tầm này trở lên đó là ông bao giờ được rồi, còn anh hai với lại đủ nha. Yeah, sao anh thấy đầu trước đây làm xuống rồi nhỏ chưa xíu lên sao anh đủ giờ vô thay đồ xong rồi chút nữa ra bơi nha mọi người. Ủa mình không khởi động hả con? Mình phải khởi động chứ. Ơ? Có sao đâu? Khởi động mà, ta đứng phải khởi động rồi này kia. Hôm nay Vũ lên cân hả Vũ? Đúng không Vũ? Dạ. Hôm nay con có lên cân đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Quá mát rồi. Nãy thì mình cứ chạy hai vòng xong kìa thôi. Trên cho nó kỹ. À, lộn. Lỗ hoài, hai lần hồ bơi. Để xuống bơi. Ghét đồ. Bên nào bơi? Bơi bên hồ nào? Bơi hồ này trước. Hồ đó là hồ sâu lắm á. Ôi, sâu lắm. Sâu vậy. Tôi chạy nữa nha mẹ ơi. Cái này nó sâu lắm. Boy đi qua học rồi nha mọi người. Chuẩn bị chưa? Mình đang thi luôn á. Bên là bạn Boy đang học, đang học gần bốn năm buổi rồi. Sao có vậy? Bây giờ sao giờ mình chơi cái gì đi? Mình với Quốc sẽ chơi đi lặn nha mọi người. Chơi gì? Dạ đi lặn. Đi lặn hả? Lần ngập xuống. Ai lâu dứt được ai? Ai lâu nhất thì nó thắng. Giờ trời sắp mưa luôn rồi. Ừ. Dạ, có khi nó tắm cái xíu nữa mưa lớn. Chắc là chắc
là mình thua rồi, mình cái này mình không có giỏi. Mình cũng vậy rồi. Chưa gì hết mà đã. Chuẩn bị chưa? Mình phải chuẩn bị. Hồi nãy là quầy đúng không? Rồi. 1 2 3. Hai bạn đang thi tạm, coi người nào thắng trước. Vậy giờ mình nghỉ mệt tí xíu mà mình chơi, đi từ đây qua chơi, mình chơi, nói chơi tí. Đừng có lôi em xuống nha. À, hôm nay rồi thả cái phao ra. Thả chết tôi rồi. Đi 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 ông quên đi bơi đấy. Vậy đâu. Giỏi quá ta. Bơi vô rồi. Qua đây coi. Bơi lên tầng rồi. Vậy là đẹp dữ chưa? Bỏ ai đẹp hơn kìa. Chủ ơi. Quê quê nữa hả? Ôi, chấm điểm. Quê ơi. Giờ đó tôi chấm điểm. Mẹ chấm nha. Cho mẹ chấm. Thôi nhảy nè. Rồi ba không nhảy luôn. Cho bao nhiêu luôn. Tấm điểm hay là vũ? Dạ. Vũ nhất, xeo anh á, bôi nhì, xeo anh bé. Tại vì xeo anh có thấy nhảy gì đâu trời. Hơi bị không đẹp nha, hơi bị không đẹp. Ok. Xeo không khó lắm hả bạn? Thì bây giờ hiệp 2 với bạn, thì tổng trò chơi có 3 hiệp. Giờ mình đá hiệp 2. Ơ lộn, làm hiệp 2. Đá đi quen rồi. Đá hiệp 2. Đây, giờ mình sẽ nhảy luôn, giờ mình sẽ nhảy luôn. Ơi, có khi nào giờ mình có thể là ba người nhảy được không? Không. Thôi mọi từng người nhảy cho mẹ dễ chấm điểm. Ok. Sao ta? Không tới một vòng nữa. Mình muốn làm gì mình làm. Tới vũ. Này thì nhảy nè. Anh nhóc. Kỳ này thì cũng vẫn là vũ nhất. Tới xe bên nhì và bôi bé, tại vì bôi chỉ có nằm thôi, không có nhảy gì đâu, không có kiểu gì hết. Lần cuối con phải nhất.
Cái này lần cuối còn phải nhất. Đây lần đầu cùng với tụi tì ơi. Ai nhất? Khoan. Chết rồi, chết rồi. Tới mình rồi. Tới rồi. Ông tới bơi, tới bơi, tới bơi, tới bơi lại, bơi lại. Suy nghĩ đi. Bơi hôm nay qua cái hồ sâu bơi cũng được rồi ha. Dám nhảy luôn hả? Trước khi nhảy coi chừng em, coi chừng bạn ở dưới kia con ơi. Coi chừng trúng nha. Coi chừng trúng. Tại vì còn lần này nữa là hết 3 hiệp. Tại 3 người 3 hiệp là đúng rồi. Không chia thắng bại. Bôi nhảy đi, bôi nhảy cao lên cái bôi đạp cái chân đi. Rồi tới con. Bôi nhảy cao lên. Bôi nhảy cao lên cái bôi đạp cái chân đi thì nó cũng được đẹp một tí chị đúng không? Vận động viên đoàn bôi. Vận động viên nhảy xấu nhất. Nãy giờ đang bị chót. Seven đang bị chót. Đó nó mà chót nữa. Ok. Chấm điểm vậy là cái đợt này là Seven nhất. Vũ nhì. Bôi bé. Thế là xong cái trò chơi. Rồi vậy là ba cử là cử thứ nhất là vũ nhất, cử hai vũ nhất, cử thứ ba vũ nhì là vũ đang đứng nhất. Còn Seven á, Seven là cái gì? Bét gì nhất? Ừ. Nói chung là xe theo thứ tự á. Ừ. Ba là bét gì? Tại vì bơ mới. Hiệp nữa hả? Thôi ba người ba hiệp là được giờ rồi. Giờ nhảy cao, kết thúc. Nhảy cao á. Nhảy xa. Nhảy xa á. Nhảy xa là ai nhảy xa nhất đúng không? Đúng rồi, mẹ canh chứ phải. Mình khởi động, mình vận động, mình làm các thứ đi nha. Chưa nha. Chưa. Rồi bôi xong rồi nè khoan. Cái gì vậy? Đứng một lượt đi rồi nhảy xuống một lượt luôn. Xếp hàng nè. Một. Đâu có tới đó dữ mà từ từ. Ừ. Một. 2, 3. À con nhảy luôn đi. Mẹ mày dẫn thấy. Hình như là xe bên nhất rồi tới bao giờ Vũ xem. Hai con chạy tới đây con bị trượt chân. Lúc là chứ. 1 2 3. Đúng rồi, vậy đi, cũng được. Đúng rồi. Thì chờ tí. Được hết. 1, 2, 3, lên. Thì làm lại thôi. Thì làm đi. Bên đây là các bạn đã học bơi. Rồi tiếp đi con. Tiếp đi. Con có canh là con tiếp đi.
ơi, tới rổ ơi. Làm cho dữ thế, chạy tới nơi cái trọt té cái đùng xong luôn. Cỏi thôi. Con giúp hả? Yes sir. Cho Vinh nhé. Bo với Vũ bằng nhau. Ai? Ôi rồi. Bay. Rồi lên. Rồi ném một kiếm. Sau đó là xếp hàng. Mỗi người bơi theo thứ tự thầy. Mỗi người bơi 200 vòng. Là mình sẽ được chơi tự do. Tự do. Đúng rồi. Bơi tự do chứ bơi theo hàng, bơi đúng hàng cái thầy được chưa? Không bơi quá nhanh luôn. Quá nhanh luôn, về nhì. Qua bên kia, qua lại là một vòng. Vũ bơi chậm quá, Vũ về nhất. Không chơi hàng, chơi lên cho thầy. Đúng không bơi? Bơi ơi. Không sao nha, mình cứ chúng ta không sao vậy mọi người. Thôi để tập cho quen nữa đi. Ừ, ở đây sâu lắm con. Ui. Vũ rồi mà. Đâu có, Vũ hắn chứ. Vũ hắn. Vũ hắn mà. Vũ bị về nha. Đúng rồi. Giờ mình đẹp. Đó. Giờ mình chứng bị kết thúc rồi lấy vợ. Nói gì như nước không nghe gì. Rồi thì thấy là sau một buổi đi bơi ở hồ bơi Tiamo, cái bên là mọi người có thấy là chữ tên ít đây, nó đây. Nhìn cái miệng nè, con đi lại chế rửa cái miệng. Chạy clip của mình tới đây là kết thúc rồi nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Mời các bạn.